Rất lâu trước đây, một con quỷ yêu đánh bạo bạn 5 tuổi xuống phá hoại nhân gian. Thần núi khi bảo vệ thiên hạ chúng sinh đã kết đấu một trận không cần sức từ đó. Cuối cùng, Liêu Bến Vàng thua thảm hại, cũng không có ai nhìn thấy hình dáng của nó nữa. Nhưng thần núi đã bị trọng thương, nên đã dùng sức lực của mình biến thành 7 hạt hồ lô. Mới có câu chuyện của anh em hồ lô sau này. Thời gian trôi qua, người ta đã quên đi sự tồn tại của Liêu Bến Vàng, nhưng hơi thở của tai họa lại một lần nữa xuất hiện. Thần núi, năm đó ông không những may mắn đánh bại ta, còn biến ra 7 tên nhát hồ lô ngăn chặn đường quân rắn và bọn tạp của ta. Bây giờ theo ta thấy, ông chẳng qua chỉ là một tảng đá nát mà thôi, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ta cuối cùng đã đạt được cơ hội. Hôm nay ta sẽ thiêu dụng ngọn núi thất sắc này, thu về pháp lực của ông, làm chủ yêu giới. Năm đó, Xuyên Sơn Giác tuy chỉ phạm phải một lỗi rất nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn hy sinh bản thân, giúp đỡ thần lực cho anh em hồ lô ngăn chặn bọn yêu tinh. Những chuyện này chúng tớ đã biết từ lâu rồi. Đúng thế, Tiểu Giác Sơn, không phải cậu nói có một bí mật tại đình sao? Đầu tiên, tôi tên là Trấn Sơn Giác. Tiếp theo, tôi chính là đời sau của vị tên Xuyên Sơn Giác đó. Hứ, thế nào, sợ rồi chứ? Các cậu hình như có chút không tin được không? Các bạn là không tin tí nào. Cậu có nói mà được à? Thật ra tôi mới là đời sau của Xuyên Sơn Giác. Cậu không phải là nghĩ mà. Cậu là tên đàn tiểu quỷ nổi tiếng trong dạng công viên. Người anh dũng như Xuyên Sơn Giác sao lại có đời sau như cậu? Tôi... Vậy nói chung là cậu cũng có chút pháp lực chứ? Tôi có thể rời núi lấp động. Tôi cũng có thể đó. Tôi... Thực ra tôi chỉ cần suy nghĩ thôi, cũng có thể nâng ngọn núi này lên. Dựa vào cậu. Được, nâng thử xem. Nâng thật à? Nhưng những con yêu tinh bị giam dưới núi thì sao? Không sao, sớm đã đẩy đẹp chúng rồi. Lại nói khoác rồi. Lấy pháp trượng của bổn vương ra đây. Qua khoảng thời gian dài tu luyện, ta vất vả lắm mới tập hợp được năng lượng khắp nơi trong thiên hạ. Cuối cùng đã luyện thành chiếc ma trượng này. Sao để kết thúc lần này đây?
đất rồi. Núi thất sắc đúng là bay lên thật rồi.